Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế Giới Di Động. Mình cá một điều luôn là trong cái thời gian vừa qua S22 series ra mắt á, thì chắc chắn là các bạn dành sự chú ý rất nhiều cho con S22 Ultra đúng không? Bởi vì Samsung năm nay đầu tư rất nhiều cho con đó mà. Và như vậy cho nên là các bạn vô tình đã bỏ quên một cái chiếc điện thoại mà theo mình nó là toàn diện nhất, nó dễ sử dụng nhất trong cái dòng S22 series năm nay. Đó chính là sản phẩm S22 Plus. Đây là một cái chiếc máy mà theo mình nó có rất là nhiều yếu tố để chúng ta sở hữu nó, nhiều khi còn tốt hơn là trên S22 Ultra. Cụ thể thì đó là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Galaxy S22 series đã chính thức được mở bán tại Thế Giới Di Động với những cái ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn nào mà đang có ý định mua thì thời điểm hiện tại mua cũng khá là hợp lý rồi đó nha. Mọi thông tin chi tiết thì mình có để đường link ngay phía bên dưới phần mô tả. Về phần thiết kế của chiếc S22 Plus này đi ha, thì có vẻ như các bạn nhìn qua thì nó không có gì thay đổi nha. Nhưng mà nếu như các bạn cầm trên tay á, thì chắc chắn các bạn sẽ thấy là nó được nâng cấp kha khá về cái thiết kế. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái viền nó đã ít cong hơn, và một cái phần mặt lưng được nâng cấp chất liệu lên thành kính. Và kính này cũng là một cái dạng kính mờ, chống bám dấu vân tay rất là tốt, đặc biệt là cái phiên bản màu trắng trên tay mình đây, trắng như ngọc trinh, rất ít bám dấu vân tay. Và một cách công tâm mà nói thì S22 Plus năm nay có cái cảm giác cầm nắm thật sự nó không tốt bằng trên S21, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái ngoại hình nó tương đối là sang trọng và cao cấp hơn khi mà chúng ta có một cái mặt lưng kính phẳng nè, một cái khung viền được làm dạng bóng rất là sang trọng, rất là cao cấp. Tuy nhiên thì hơi dễ xước một tí, các bạn có thể mang cái ốp vào xài sử dụng nó sẽ ok hơn nhiều. Đặc biệt là trên cái phiên bản S22 Plus năm nay, chúng ta sẽ có những cái phối màu rất là tinh tế mà Samsung đã dành cho phiên bản này. Đây là màu trắng ha, chúng ta sẽ còn có một cái màu đen, một cái màu xanh lá và đặc biệt là một cái màu hồng hoa anh đào. Cái màu hồng đó mình rất là thích luôn. Tuy nhiên mình không có trên tay ở đây, cái màu hồng đó cảm giác nó sang trọng chứ nó không có bị bánh bèo đâu. Về camera thì trên S22 Plus chúng ta sẽ có 3 ống kính, với ống kính chính là 50MP, ống kính góc rộng 12MP và ống kính tele 10MP. Nói chung thì ba cái thông số này nó cũng không có gì là quá lớn, cũng không gì quá ấn tượng. Tuy nhiên thì vẫn với một cái tinh thần chung mắt thần bóng đêm, cho nên là S22 Plus chúng ta vẫn có một cái khả năng xử lý hình ảnh đêm rất là tốt. Hình ảnh cực kỳ sáng, sắc nét và trong trẻo, không có bị hạt, cân bằng ánh sáng tốt, các ánh đèn không bị cháy lóa như là khi chụp thường, kể cả là các ánh sáng phức tạp của đèn LED. Tương phản thì cũng được đẩy lên cao nè ha, tăng độ rực rỡ cho tấm hình. Kể cả khi các bạn sử dụng chế độ góc rộng hay là zoom 3x thì ảnh của chúng ta vẫn có độ chi tiết tốt. Còn ở điều kiện ban ngày thì quá là dễ dàng cho S22 Plus rồi. Hình ảnh cho ra tươi tắn, độ tương phản vừa đủ để chúng ta có một bức hình nịnh mắt. Hình ảnh mà khi chúng ta chụp ngược sáng thì cũng không hề bị cháy lóa. Chế độ chân dung là một cái điểm mình khá là thích trên S22 Plus, khi mà chúng ta có độ xóa phông khá sâu và chính xác. Tất nhiên thì vẫn có bị lệ một ít ở cái phần khó như là tóc, nhưng mà so với mặt bằng chung camera phone thì mình đánh giá S22 Plus đã làm rất là tròn vai rồi. S22 Plus hỗ trợ quay video lên 8K, tuy nhiên thì không có đi kèm chống rung. Và nếu như các bạn bật cái chế độ siêu ổn định chống rung lên á, thì độ phân giải sẽ giảm xuống chỉ còn Full HD và 60fps. Cho nên là các bạn nhớ lưu ý cái điểm này nha. Mình thấy với cái chất lượng như vậy thì cũng khá là phổ biến ở các nền tảng mạng xã hội, cho nên là các bạn có thể áp dụng để quay rất là nhiều những cái video khác nhau. Còn 8K thì có vẻ hơi căng khi mà chúng ta chỉnh sửa trên điện thoại. Về camera trước của máy thì có một cái thông số hơi là khiêm tốn với 10MP, nhưng mà với sự cải tiến về phần mềm cũng như là những cái thuật toán làm đẹp, chế độ quay video chân dung từ camera trước này hoạt động khá là ổn định và mình thấy nó khá là hữu ích cho những cái bạn nào mà hay làm vlog hay là làm những cái video trên TikTok chẳng hạn. Cho nên hình selfie cho ra khá đẹp ha, màu da của chúng ta hồng hào, làm đẹp nhẹ nhàng tự nhiên chứ không có bị trắng giả hay là bị bệt da. Máy cũng tích hợp selfie góc rộng cho chúng ta khả năng selfie nhóm nó dễ dàng hơn. Còn về phần màn hình thì ở trên màn hình của S22 Plus nó thật sự không phải là một cái tuyệt phẩm hiển thị như là trên S22 Ultra. Tuy nhiên thì màn hình này cũng không phải là dạng vừa. Chúng ta sẽ có một kích thước màn hình là 6.6 inch với độ phân giải là Full HD cộng. Đồng thời thì cái độ sáng của chúng ta có thể nâng lên đến 1750 nits, cho nên là chất lượng hiển thị rất là tươi tắn, trong trẻo và cũng như là rất là nổi khối. Màn hình này thì cũng được trang bị tần số quét lên đến 120Hz, cho nên là cái cảm giác để mà các bạn vuốt chạm, các bạn chơi game trên cái màn hình này thật sự rất là sướng. Cái tấm kính trên chiếc màn hình này thì cũng là tấm kính của Corning Gorilla Glass Victus Plus, cho nên là cái việc các bạn vuốt chạm cũng như là sử dụng hàng ngày, sử dụng trần á, thì nó cũng hạn chế được rầy xước rất nhiều. Nhưng mình nghĩ chắc ít có ai mà sử dụng máy trần ha, các bạn về thì cũng sẽ dán cường lực vô thôi. Nói chung thì đây là một cái màn hình mà mình đánh giá là nó khá là tốt và cũng như là đủ dùng với những cái tác vụ thường ngày, giải trí, chơi game.
Còn về phần hiệu năng thì sao? Ở trên chiếc S22 Plus này tất nhiên là vẫn xài con chip Snap 8 Gen 1 của nguyên cái dòng S22 series năm nay. Và cái bài hiệu năng đánh giá về con chip này thì mình cũng đã làm rất là nhiều rồi trên chiếc S22 Ultra, các bạn có thể xem lại nha. Nói chung ở đây thì mình cũng sẽ nhắc lại một chút xíu. Về con chip này thì nói chung các tựa game Liên Quân hay là PUBG Mobile, chiếc máy này hoàn toàn không phải là vấn đề với nó. Đồ họa đẹp nè ha, FPS cao rất ít khi bị drop, thậm chí là các bạn chơi Liên Quân còn có thể lên được 61 FPS. Khi mà chúng ta combat thì cũng ổn định và ra skill rất đẹp. Chỉ có cái là nó hơi nóng ở cái phần camera một tí khi mà chúng ta chơi liên tiếp 2-3 ván thôi. Còn đối với game Genshin Impact thì ở mức cấu hình mặc định á, các bạn chơi hoàn toàn thoải mái, đồ họa vẫn rất đẹp. Chỉ đến khi các bạn bật 60 FPS lên á, thì máy mới bắt đầu xảy ra cái tình trạng giật lag. Khi mà chúng ta chơi lâu một tí, khoảng hơn 30 phút á, thì máy mới bắt đầu gặp tình trạng này. Nói chung thì cái hiệu năng trên S22 series năm nay theo mình đánh giá là nó khá là ok rồi. Cuối cùng là về pin đi ha, thì viên pin trên S22 Plus có phần ít hơn. Chúng ta sẽ có một cái viên pin là 4500mAh và một cái công suất sạc là 45W. Với cái viên pin này và công suất sạc này á, thì mình test qua, chúng ta có thể sạc đầy cái viên pin này trong vòng 1 tiếng 27 phút. Tầm đó là đã đầy một cái viên pin này rồi. Tuy nhiên thì công suất sạc 45W theo mình thì cũng chưa có ấn tượng lắm. Chúng ta có thể sạc 30 phút á, thì nó lên được khoảng 38-40% thôi. Khi mà các bạn đi gấp á, thì các bạn cắm nó cũng không có được nhiều pin lắm. Nhưng mà đổi lại với một cái viên pin dung lượng vừa đủ như thế này và một cái công suất sạc như vậy á, thì chúng ta sẽ có một cái thời lượng sử dụng rất dài. Nó còn dài hơn cả trên S22 Ultra, bởi vì cơ bản nó không phải cân một cái màn hình 2K hay là tiếp sức cho cái Book S Pen. Chúng ta sẽ có tổng thời lượng sử dụng, mình đã test qua thì chiếc S22 Plus này cho chúng ta khoảng 8 giờ 40 phút sử dụng suốt cả ngày với những cái tác vụ như là Facebook, TikTok, chat chít, trả lời tin nhắn, làm việc, soạn email và các bạn chơi những cái tựa game như mình vừa nêu ở cái phần hiệu năng. Cuối cùng thì mình sẽ điểm qua cho các bạn về một số những cái ưu điểm và hạn chế trên chiếc máy này nha. Đầu tiên là về ưu điểm đi ha, chúng ta sẽ có một cái thiết kế sang trọng nè, một cái camera đêm xuất sắc, một cái màn hình sáng và sống động, hiệu năng khỏe, chơi game tốt và một cái viên pin khá trâu. Tuy nhiên thì máy vẫn còn một số hạn chế như sau. Thứ nhất là về công suất sạc, chưa có ấn tượng lắm. Thứ hai là máy hơi cứng khi chúng ta cầm trần. Ok, và đó là toàn bộ đánh giá của mình về chiếc S22 Plus này. Các bạn thấy như thế nào? Mình thấy thật sự thì nó là một chiếc điện thoại rất là hữu dụng, rất là thực dụng trong đời sống hiện nay. Nó không cần phải là gọi là quá nhiều tính năng cao cấp như S22 Ultra, nhưng nó vẫn có những tính năng đủ đáp ứng cho người dùng hiện đại. Nói chung thì nếu như các bạn thích á, thì hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới nha. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Và đừng quên like, share, subscribe cho kênh YouTube Thế Giới Di Động. Bye bye.